Hello, chào tất cả các bạn đến với kênh review nhẹ. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn xây dựng đội hình full cộng 8 giá từ khoảng 500 triệu đến 1 tỷ rưỡi EB. Nhưng đa số mình sẽ lấy những cầu thủ khoảng 500 triệu, 600 triệu thôi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu đội hình 4-1-3-2, xây dựng đội hình full cộng 8 với cầu thủ là 4-1-3-2. Tiền đạo gồm có là Rooney 09 cộng 8, Lukaku World Cup 14 cộng 8. Cánh phải gồm có là Robben U10 cộng 8. Tiền vệ trung tâm là Adam Turan 16 season 16 cộng 8, Ribery 11 cộng 8. Một tiền vệ phòng ngự là Busquets World Cup 14 cộng 8. Và lần lượt là hậu vệ cánh trái là Patrick Vieira Evra 09 cộng 8, BB 11, Raul Albiol 06 là U6 là cộng 8, Daniel Pet 09 là season 9 là cộng 8, De Gea 11 cộng 8. Đây là đội hình. Chúng ta sẽ xây dựng theo đội hình như thế này. Và tô màu đỏ lên đi. Đây. Đây là 4-1-3-2, một tiền vệ phòng ngự. Ba tiền vệ, một tiền vệ chạy cánh phải, tiền vệ cánh trái và tiền vệ trung tâm. Hai tiền đạo đã cặp nhau là Rooney và Lukaku. Bây giờ lần lượt chúng ta xem chỉ số nha. Lukaku. Sức mạnh 96, tăng tốc 91, tốc độ 95, giữ bóng 91, dứt điểm 92, lực sút 98, chọn vị trí 90, tất cả đều trên 9x, quá khủng. Sức mạnh 96 thì thích rồi. Lukaku cộng 8. Đây. Hiện tại là mình thấy là bảng giá là 1 tỷ 4. Con này là cao nhất đấy. Tiếp theo là Rooney. Đây, Rooney. Rooney cộng 8. Sức mạnh 92, tăng tốc 91, rê bóng 90, giữ bóng 95, chuyền ngắn 91, dứt điểm 94, sút xa 91, vô lê 97. Đủ đá cặp với Lukaku. Vâng. Giá hiện tại của em này là 500 triệu, chỉ 500 triệu thôi, 500 triệu em ơi. Bây giờ là Ribery 11 cộng 8. 570 triệu. Cánh trái tăng tốc, tốc độ khỏi chê rồi, tốc độ nhược điểm của anh là thể hình, anh quá nhỏ, chuyền ngắn nhưng chạy cánh mà băng cắm đầu mà chạy thôi. Chọn vị trí 93, chuyền ngắn 92 đó. Tiền vệ trung tâm là Adam Turan season 16. Đây, Turan season 16. Giữ bóng 90, tầm nhìn, phản ứng, chuyền dài 83, chuyền ngắn 88, sút xa 87, có cắt bóng 68, tăng tốc 89, tốc độ 82, khéo léo lắm nè. Camet 77, Adam Turan season 16. Tiếp theo là Robben U10. Robben U10 giá là 502 triệu. Hiện tại nha, cánh phải khỏi chê rồi, tăng tốc 98, tốc độ 95, rê bóng 97, level 1 thôi nha các bạn. Đây là max level 20, tăng tốc 117 luôn. Robben. Tiền vệ phòng ngự chúng ta sẽ dùng Busquets World Cup 14 cộng 8. Busquets đây. Hiện tại là giá
551 triệu. Thể lực 91, chuyền ngắn 90, cắt bóng 91, tầm nhìn 90, quyết đoán 91, 9x không nha, tranh bóng 89, kèm người 84, giữ bóng 88, cao 189, tỷ lệ phòng ngự. Đây, giá 551.300 EB. 1/1 người bán. Tiếp theo là cánh trái là Ebra 09. Ebra 09, mình thích Ebra 09 hơn. Mình có nhiều sự lựa chọn bên đây lắm, nhưng mà thích Ebra 09 hơn. Thể lực 897, level 1 nha các bạn, level 1. Tăng tốc 92, tốc độ 92. Đủ như một cái máy chạy rồi. Hiện tại là giá là 619 triệu. 619 triệu. Tiền vệ chúng ta ở tiền vệ ở trung vệ, trung vệ chúng ta sẽ dùng BP11 Rowan Apioi U6 cộng 8. Cộng 8 nè BP. Bây giờ xem chỉ số của BP cộng 8 đến nào nha. Xoạt bóng, tốc độ, nhảy, cắt bóng, quyết đoán, tranh bóng, xoạt bóng là tất cả là chỉ 9x nha. 9x nha các bạn, trên 9x thế này. Level 1 nha các bạn. Tăng tốc 80, tốc độ 81, đủ dùng. BP. Hiện tại là mình mới xem là giá của em nó là khoảng 600 triệu. 600 triệu EB. Các bạn canh đi. Giờ hiện tại là có người mua rồi. Rowan Apioi. Rowan Apioi khoảng 783 triệu. Sức mạnh là 93, tốc độ 86, sạc bóng 92, kèm người 93, tranh bóng 90, cắt bóng 92, trên 9x, 9x hết. Level 1 thôi nha các bạn, level 1. Rowan Apioi U6 cộng 8. Tốc độ 86, tăng tốc 85, không đến nỗi nào. Cánh phải, hậu vệ cánh phải chúng ta sử dụng Daniel Bet. Giá là 570 triệu. Thể lực 95, tăng tốc 93, tốc độ 92, sạc bóng 91, tạt bóng 90, tranh bóng 91, kẹp người 90. Quá khủng luôn, trên 9x hết. Daniel Bet level 1 thôi nha các bạn, level 1 thôi nha các bạn. Mình sẽ chọn De Gea 11. De Gea hoặc là Neuer, Casillas, tùy theo các bạn thích thôi. Thích thì chọn thôi, mình thì mình chọn De Gea. Đây. Phát bóng 92, phát bóng. Không thì các bạn thích chọn Casillas này. Giá 700 hơn chút, mấy trăm triệu á. Mình thì mình chọn De Gea là giá 465 triệu hiện tại. 465 triệu. Level 1 thôi nha các bạn. Đây, level 20 đây. Phát bóng 111. Không thì bác mình chọn Neuer cũng 410. Phát bóng hơi tệ hơn chút, nhưng được cái là bắt bóng mà. Nhưng mà được cái có chiều cao nè, bằng được ghi gì hôm nay có chiều cao. Phản xạ của nó hơn một chỉ số. Không thì Casillas thì toàn diện hơn. Đổ người 94, bắt bóng 90, đây là thẻ công 8 nha. Phản ứng 91, nhưng mà hơi mình không có thích cái chiều cao của Casillas thôi. Đó là đội hình công 8, đây là đội hình công 8. 4-1-3-2. Đây, các bạn có thể xây dựng đội hình như mình. Giá cũng rất là hợp lý, từ khoảng 500 triệu EB tới 1 tỷ rưỡi EB. Giá rất là hợp lý. Thôi, hôm nay mình kết thúc tại đây. Chào quý vị và các bạn.